Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn mà Quỳnh vừa mới viết xong. Truyện ngắn được mang tên Sinh nghề tử nghiệp. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Con sông chảy qua xóm đập điền bữa nay xôn xao quá. Người dân bu đen bu đỏ hai bên bờ, mắt ngó lom lom xuống dưới nước, coi người ta vớt xác. Chưa biết là ai. Hồi nãy ông Tám Đại bơi xuồng đi kiếm chỗ câu cá chẽm thì phát hiện được xác người. Ban đầu, ông chỉ tưởng là ai liện con heo con chó gì xuống sông thôi. Bị gì thấy nó nổi lên trắng phếu mà thúi ông bơi trời qua. Bèn lấy cái dầm chọt cho nó lủng bụng chìm xuống để bớt thúi. Nhưng khi chọt vô thì cái dầm nó bị trợt, thành thử cái xác nó bị nghiêng qua. Ông Tám thấy rõ một cánh tay người ta huênh hoang đưa lên. Trời ơi, ổng la gian động cả một khúc sông. Người ta bu ra coi, toàn là đứng chỉ trỏ rồi đoán già đoán non, chớ mấy ai có cái lá gan xuống đó mà vớt xác. Chỉ có nhà của ông Tư Nài là trưởng ấp, ổng ở gần đó, hay tin ổng với hai anh con trai lớn của mình bơi xuồng ra để dòng cái xác vô bờ rồi khiêng lên. Xác chết chỉ mới bắt đầu trương sình, vẫn còn nhận dạng được, nhưng mà nặng quá. Ba cha con ông Tư trầy trợt mà không khiêng lên nổi, ổng phải nạt lên. Hai thằng quỷ đó đứng trên bờ lấy con mắt ngó vậy đó hả? Xuống đây phụ một tay coi, thanh niên thanh nọc gì mà. Hai thằng đứng gần đó nhất lãnh đạn. Vốn dĩ ổng là trưởng ấp, lại thêm phần khó tánh, nên mấy thằng thanh niên trong xóm sợ ổng một phép. Hai đứa lò dò xuống, nín thở, mím môi mà khiêng phụ cái xác lên bờ. Tới hồi lật người xấu số lên để coi mặt, cái bà đứng gần đó rú lên một tiếng rồi xỉu ngang. Bà là bà Năm Chà, má của thằng Tùng. Chính là cái thằng chết phình bụng, tay chân cong cớn, nằm một đống ở đó chứ còn ai vô đây nữa. Nó đi mấy ngày nay, ở nhà tưởng nó đi chơi đâu đó như mọi khi. Ai đâu mà dè được, giờ nó nằm đó, mặt mày sưng phù, bợt bạc. Cái mặt bị cá tôm gì á, nó rỉ cho mất mấy lỗ. Tới hồi bà Năm bà tỉnh, thì thấy con mình được người ta bỏ vô trong quan tài đóng nắp lại rồi. Bà khóc giật giả, cào mặt, bứt tóc, gào thét tên con. Mấy bà trong xóm xúm nhau khuyên can. Thôi Năm ơi, bớt đâu buồn Năm ơi. Năm mà làm vậy rồi sao thằng Tùng nó yên lòng mà nhắm mắt. Đâu phải con mấy người đâu mà mấy người sốt. Trời ơi là trời, con tôi mang nặng đẻ đau nuôi nấng hơn chục năm trời, vợ nó chết là chết đành đoạn à. Nó bỏ má nó khốn khổ ở lại trần đời này. Tùng ơi, con ơi. Ông Năm Chà chỉ biết thở dài nhìn vợ làm loạn. Tánh tình bả, ông là cái người rành nhất. Giờ ổng mà mở miệng một cái là bả la dám bể cái nhà này chứ không giỡn à. Trong cái nhà hai vợ chồng bốn đứa con thì ông là cái người thấp cổ bé họng nhất. Bốn đứa kia nó giống tánh bà Năm, hung hăng sất sự. Ông mà mở miệng ra là mấy má con nó táp như táp ruồi. Bởi vậy làm quá cái thành ra ông chán. Ông không xen vô bất cứ chuyện gì liên quan tới má con nó. Càng ngày ông càng trở nên mờ nhạt trong chính ngôi nhà miếng đất mà mình cực khổ nai lưng dành dụm mới có được. Bà Năm vợ ông thì mê tứ sắc. Ngày nào cũng vậy, sáng ăn cơm rồi á là bà đi tới cơm chiều nấu xong bà mới đi về. Có bữa còn đi tới khuya, ông Năm phải đốt đốt đi kiếm. Bị gì bà là chú sợ ma, nếu trời tối mà ổng không đi rước bà về, tới hồi bà mượn người ta đưa về nhà được, là đêm đó xác định ông khỏi ngủ vì bị bà chửi. Hai đứa con gái lớn thì đã lần lượt gả đi, còn hai thằng con trai là Tùng với thằng Út lì ở nhà. Thằng Út năm nay 19, nhỏ hơn thằng anh 3 tuổi. Thằng Lì thì suốt ngày tụ tập bạn bè, đi chơi đầu này đầu kia, bắn chim, câu cá. Được bao nhiêu là xúm nhau nhậu, ở nhà muốn ăn nó con chim con cá, chắc bữa đó trời cũng bão tới. Thằng Tùng thì theo phái năm ngón, ăn trộm giặc có tiếng. Người ta biến nó làm, nhưng người ta không có nói. Tại ba cái nhỏ nhặt này,
ai đâu mà nói làm chi. Nhà được nhất chỉ có ông Năm. Ông hiền lành từ tốn, đối xử với bà con lối xóm thân tình lắm. Người ta nể tình thương ổng mới để cho vợ con ổng lờn mặt vậy đó chứ. Lần này thằng Tùng chết, người ta nói lén với nhau, chắc là nó đi ăn trộm ở đâu bị người ta phát hiện đập chết chứ gì. Người ta chỉ tội nghiệp ông Năm thôi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cây khung ổng cầm cây roi quất lên quan tài của thằng Tùng ba cái, mà tay chân ổng run lẩy bẩy vì xúc động. Ai chứng kiến cảnh đó mà không khỏi xót xa. Quấn hai dòng giải xô lên quan tài như để tang trước cho cha mẹ, coi như nó hết nợ đời rồi đó. Dòng người đưa tang cũng đông, thương xót thì ít mà tò mò thì nhiều. Bà Năm bà dãy dụa la khóc đòi chết theo con. Hai ba người giữ bà lại mà không xiết. Cái hồi quan tài vừa hạ xuống, bà dãy kiểu gì á, người ta nắm trợt tay, bà nhào lên bên thành huyệt mà lăn lết. Tùng ơi, con ơi là con, má, má muốn chết theo con á, đưa má đi theo đi, Tùng ơi. Bà khóc bà dãy quá, cái thành huyệt đớt hơi sốt, nó sạc một cái, bà nằm gọn hơ trên nóc quan tài dưới lỗ huyệt, mặt mày bà dở mà lấy dao lam rạch, không biên ra được miếng máu nào không nữa. Bà rên lên lý nhí. Tùng ơi, má suy nghĩ lợi rồi con ơi, cha con á, ổng lớn tuổi rồi, cần người chăm sóc. Chừng nào nhà cửa mình yên ấm á, thì má nhất định đi theo con. Nói xong, bà lóc ngóp bò lên. Người ta thấy cảnh đó, vừa thấy ghét mà vừa mắc cười. Bà khóc con mà như diễn hề, mà phải công nhận bà khôn thiệt. Bà hứa chừng nào nhà cửa yên ấm thì bà đi theo thằng Tùng. Cái nhà bà biết đời nào mà yên ấm chứ. Mọi chuyện xong xuôi, Mã Mộ đã đắp mô lên, coi như xong một kiếp người. Dầu tốt xấu gian ngoan gì, thì chết rồi cũng coi như là đã hết. Bà Năm ở nhà nhang khói cho con được một tuần, là tay chân lại ngứa ngáy mà mò đi quánh tứ xác, với lý do là cho đỡ phần nào nỗi nhớ thằng Tùng. Từ ngày thằng anh chết, thì thằng Út Lì càng đi nhiều hơn. Thay cái bàn thờ tang chỉnh ình giữa nhà, nó nghe lạnh sống lưng hết trơn. Căn nhà nhỏ đã vắng, nay lại càng vắng lặng, lạnh tanh lạnh ngát. Con ruồi cũng không thèm bay vô. Mấy lúc như vậy, ông Năm ngồi trước bàn thờ tang của con mà than. Tùng à, cha thấy có lỗi quá con à. Cha làm lụng bao nhiêu năm nay á, không có xoay sở gì được cho gia đình. Cha buồn lắm chứ. Mà động tới cái gì á cũng thất bại, chỉ có đi mần mướn như bây giờ là suôn sẻ thôi à. Cha để cho mấy má con thiếu trước hụt sau, nuôi dạy không có cái gì tới nơi tới chốn. Để rồi vợ đi đàng vợ, con đi đàng con, không khuyên biểu được ai. Cái chết của con người ta nói do nhậu say té sông đuối nước. Mà sao cha không tin Tùng ơi? Sao con không hiện về nói cho cha biết với con ơi? Tao dành dụm tiền cho bay đi cưới vợ, mà giờ thì... Ông rầu rĩ đưa mắt thẫn thờ nhìn theo mấy cụm mây trôi nhẹ nhẹ ngoài xa. Chợt có ai đó kêu lên, là tiếng con gái. Chú Năm ơi, có nhà không chú Năm? Ồ, tao đây, đứa nào kêu réo gì đó? Đứa con gái bước vô, lột cái nón lá mỉm cười. Ông Năm nhận ra, cũng cười mà hỏi. Ủa con Chi, đi đâu đây con? Chi cười, bỏ cái nón lá úp xuống ghế, vừa bước tới bàn thờ của Tùng đốt cây nhang, vừa nói. Dạ má con biểu con qua nhắn chú Năm đi bển á, phát cho má con cái bờ hậu. Sậy mọc dữ quá chú Năm ơi, chuột nó lộng quá lộng, má con không trồng trọt gì được à. Vậy hả? Rồi, chút nữa tao qua. Chú Năm không mần gì á, thì đi với con liền luôn đi, con đang rảnh nè. Dẫn chú Năm ra đó, rồi con móc dừa cho chú Năm uống. Ông Năm không từ chối, bước ra sau nhà, lấy cây phản dây cái cù nèo, rồi khép hờ cái cửa bước đi theo Chi. Hai chú cháu đi được một chút, Chi mới hỏi. Chú Năm ơi, con hỏi cái này, chú Năm đừng có la con nghe. Có cái gì nói đi mày, bữa nay mày đã lấp lửng nữa chứ. Chi cười khì khì, hai cái dai rút lên,
dây qua bên ông Năm. Chi hỏi nhỏ: chú Năm nè, mấy nay thằng Tùng nó có về thăm nhà không? Mắt ông Năm chợt đỏ, mí mắt rưng rưng. Ông cười hề hề cho qua đi cái cảm xúc đó, vỗ đầu Chi. Ông nói: chết queo rồi, về kiểu nào mà về mày? Chú Năm hiểu ý con mà còn nói vậy nữa. Ý con là nó hiện về á chú Năm? Ở nhà không ai thấy nó hết hả chú? Sao thấy được mà thấy. Ủa? Ông bất chợt hiểu ra cái gì đó trong câu nói của Chi. Ông Năm đứng lại, hạ giọng mà hỏi: bộ ai trong xóm thấy dòng thằng Tùng hả con? Chi gật đầu, nhìn qua lại không thấy ai, thì mới kéo ông Năm đi mà nói: thôi đi nhanh đi chú, ra ngoài kia rồi con nói chú nghe. Hai chú cháu đi xiết ra ngoài bờ hậu, sậy mọc cao hút đầu. Chi lấy cái cuộn móc giật xuống hai chế dừa. Trời trưa nắng, hì hụi có một chút mà mồ hôi đổ đầy trán con nhỏ hết trơn. Chi chặt cho ông Năm một trái dừa, mình một trái, hớp xong một miếng nước dừa như để thấm giọng, Chi mới kể: hai đứa là bạn trong xóm xưa giờ mà. Tuy tánh tình của Tùng như vậy, nhưng riêng đối với Chi, Tùng đàng hoàng lắm. Thằng nào mà cà chớn chặn đường chặn xá chọc Chi là Tùng kéo phe đập thấy bà hết. Ở xóm ai cũng đồn Chi với Tùng có gì đó với nhau. Nhưng mà ai nói gì nói, hai đứa vẫn giữ tình bạn như vậy suốt hơn mười mấy năm qua. Bữa mở cửa mã của Tùng, Chi cũng có mặt. Dồn thấy cái gò mã của thằng bạn thân nằm đó, trong bụng Chi cứ xốn xen hoài. Tới tối về mà vẫn còn nằm suy nghĩ, nhớ hoài mấy cái kỷ niệm của hai đứa. Nhớ có lần chết hụt vì tắm sông bị dọc bẻ, thằng Tùng là người lội ra đầu tiên để cứu nó. Đối nước mà, nắm níu đè đầu kế cổ thằng kia để ngôi lên mà thở. Kết quả vô tới bờ rồi là hai đứa mang hai cái bụng nước binh rỉnh. Lần khác, Chi không thuộc bài, bị ông thầy bắt cúi dài trên bàn mà cho ăn thước bản. Mặc dù cả lớp đã xúm nhau mà năn nỉ, nhưng vẫn không ăn thua. Ổng quất đủ chục roi thẳng thét mới cho con nhỏ leo xuống. Vừa đau vừa quê, con Chi nước mắt nước mũi tèm lem. Thằng Tùng tan học chạy riết về nấp trong bụi mà chặn đường ông thầy giáo. Nó quánh ổng một trận bầm con mắt rồi bị cho ra trường từ dạo đó. Chi cứ nằm gác tay lên trán suy nghĩ hoài. Hồi sau thì ngủ quên luôn. Đang thiêu thiêu, Chi nghe ai đó kêu tên mình, giọng nghe quen. Kêu hai ba lần, Chi nhận ra đó là giọng của Tùng. Ê Chi, dậy sập mùng ngủ mày. Mày nằm lát á, hồi mũi nó khiêng mày đi bây giờ á. Nhanh lên cái con làm biến này. Chi nghe lạnh toát dọc theo đường sống lưng, mình mãi tê cứng. Cố gắng để mở mắt ra thì nhìn thấy Tùng đứng nép trong góc nhà, chỗ bóng đèn không chiếu tới, dậy khuất cái sào đồ. Tùng đứng đó mắt buồn rười rượi dưới cái ánh đèn dây tóc, nhìn mặt Tùng xanh xao vô cùng. Tùng làm như muốn tới gần Chi hay sao đó, cứ dậm bước tới rồi lại thôi. Chi thì cứ trơ mắt ra mà nhìn thằng bạn mình, nước mắt chảy thành dòng, vừa sợ vừa thương bạn mình mà không biết phải làm sao. Tùng sau một hồi đứng nhìn Chi thì nói: tao chết oan mạng lắm Chi ơi, nhưng mà mày nói lời với cha tao là đừng có buồn khổ vì tao. Bao nhiêu năm qua hai đứa tao với bả làm khổ ổng đủ rồi. Mới nghe tới đó thì mình mẩy Chi tự nhiên nhẹ hẳn một cái. Mở bừng mắt dậy vì nghe tiếng của má réo lên: Chi, dậy sập cái mùng mà ngủ, cái con này tự nhiên nằm ngủ mũi vậy. Chi bật dậy ngơ ngác, nhìn trong góc chỗ hồi nãy thấy Tùng, hình như có cái gì đó loang loáng như nước vậy. Da gà nổi lên rần rần. Chi sập nhanh cái mùng rồi trùm mền kín mít đầu cổ, ngủ quên tới sáng. Ông Năm nghe thuật lại câu chuyện thì cảm giác bồn chồn khó tả lắm. Tại sao con mình không về báo mộng cho người nhà? Nó nói nó chết oan, nhưng mà ai giết nó? Mâu thuẫn gì tới nỗi mà phải giết một mạng người? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của ông Năm. Thấy ông bần thần quá, Chi mới kiếm vài câu chuyện để nói, kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Ông ngồi thêm một chút rồi đứng lên đi làm cỏ giường cho má Chi. Ông làm quen nên nhanh lắm. Tuy nhiên cái bờ nó dài, bắt đầu làm thì đã gần chiều.
Làm rồi ông còn gom cỏ lại sạch sẽ nữa, cho nên công việc xong xuôi thì cũng đã chạng vạng. Ông vác cây phản đi nhanh về nhà, người mệt lả, nghĩ tới chuyện về tới nhà còn phải cơm nước dọn dẹp. Tự nhiên ông thấy bực mình quá thể. Đi gần tới sân thì ông thấy đèn đuốc ở trong bật lên sáng trưng. Ông nghĩ chăng má con bà Năm về nhà rồi. Vừa tính bước vô thì ông Năm khựng lại mà nấp xuống một góc nhìn vô trong. Bị gì ông vừa chợt nhìn thấy có một ai đó từ dưới bếp đi lên, mặc bộ đồ trắng tươi à. Ông chú ý lắm mà không nhìn được mặt mũi. Người đó cứ đi qua đi lại trước cái bàn thờ của Tùng. Ông Năm nhìn lại dốc dáng của người đó thì giật mình một cái. Người đó bận đồ liệm, mà quan trọng là nó mang dáng dốc của con trai ông, thằng Tùng. Ông Năm chạy quýnh quán vô nhà, chợt ông nhận ra nhà cửa tối thui, không hề sáng đèn như hồi nãy mình thấy. Quờ quạng kiếm cái chui đèn, ông Năm mò mẫm để ghim vô. Chợt tay ông đụng phải thứ gì đó lạnh ngắt. Ông tưởng đâu là con rắn nên giật mình giật tay ra. Một giọng nói cất lên giữa không gian đen tối đó. Điện đó cha, mò mẫm có bữa nó giật chết. Tiếng nói thì thào, nhưng ông Năm nhận ra ngay chính là tiếng của thằng Tùng con ông. Ông nghe óc ác nổi rần lên một cái, nhưng không thể đè nén được lòng thương nhớ đứa con tội nghiệp. Ông Năm mếu máo. Tùng ơi, con về với cha hả Tùng? Sao mấy nay con không báo mộng cho cha biết tin tức gì về con hết vậy? Con Chi nó nói cha nghe rồi. Nó nói con chết oan. Mà ai giết con á, con nói cha nghe đi con. Bốn bề vắng lặng, ông Năm nghe rõ tiếng con dế bắt đầu kêu e e ngoài sân. Ngoài ra, ông không nhận thấy bất cứ phản ứng nào từ vong hồn của Tùng. Đang chờ đợi con nói gì đó thì có tiếng léo nhéo của bà Năm ở ngoài sân. Cha Năm đâu á mà để đèn đuốc tối om vậy nè? Rồi tối hù á còn không biết đi rước tôi nữa. Hên là thằng Út Lì nó đi chơi về ngang, chứ không á là chết dịch ông với tôi rồi. Vừa đi vừa nói bãi hải, bả đi vô nhà đụng phải một ai đó dội ngược, hoảng hồn chạy ngược ra sân mà la lên. Ma, ma, nhà của ma Lì ơi. Thằng Lì tới bây giờ mới bước vô tới sân. Nó có tí men trong mình rồi nên nhớn nhớn mà sáng tay áo. Đâu, con ma não đâu? Con vô đập thấy mẹ nó luôn cho má coi nè. Mẹ mày, đừng đồ con ma. Nó cầm cái đèn pin mới mượn của thằng bạn li một vòng thì thấy cha nó đứng im thinh giữa nhà. Trời đất mẹ ơi, ông già ổng đứng đây mà bà la là ma. Thiệt tình á, tôi lạy hai ông bà luôn á. Già hết rồi mà còn chơi nhát ma à. Mẹ con mày á, đi tới giờ này mới về đâu hả? Thầy bình thường mà. Có gì đâu á, cha hỏi nghe nặng nề vậy. Không đi tới giờ này á, chứ cha muốn tôi đi tới giờ nào? Nó vừa nói vừa bước tới ghim cái chui đèn. Ánh sáng vàng nóng hắt lên khuôn mặt của ba người trong gia đình. Cả ba nhìn nhau, mỗi người một vẻ mặt thất vọng, trơn tráo, nhơn nhơn. Ông Năm bước tới bàn thờ tang đốt một cây nhang, mùi khói ấm áp làm dịu bớt nỗi lòng đang dậy sóng của ông. Vừa tính đi ra nhà sau nấu cơm thì bà Năm hỏi: Ông có ở nhà không mà để bàn thờ con lạnh ngắt lạnh ngơ vậy hả ông Năm? Rồi cơm nước gì chưa? Đói bụng muốn chết rồi đây nè. Ông Năm không nói gì, lủi thủi đi ra sau bếp. Nhà còn có mấy con cá khô trên giống, chứ còn chỉ đâu mà ăn. Nấu cơm lên chát nước, nướng mấy con cá khô là có cái ăn qua bữa rồi. Thằng Tùng tuy nó dậy, nhưng hồi còn sống, nó còn biết đi kiếm con cá mớ rau về cho ông nấu cơm. Nó chết rồi một cái là nhà ăn muối hoài, mấy lông ông mắc đi làm mướn cho người ta. Dọn cơm lên, hai má con bà Năm nhìn vô dĩa khô với thau nước cơm thì cái miệng trề trề. Thằng Lì xách cây đèn pin đứng lên bỏ đi. Bà Năm hỏi: Giờ này mày đi đâu nữa? Tôi qua tiệm bà Tiên mua gói mì ăn chứ đi đâu. Ăn ba cái cá khô riết cho chết hay gì? Ông Năm xoa sầm nét mặt. Riết rồi má con nó coi ông như người vô hình, như tôi mọi,
hay là cái thứ gì mà ông cũng không biết đường diễn tả. Nhiều lúc ông Năm ổng chán, ổng muốn bỏ đi cho khuất mắt, chơi ở cái nhà gì á mà nó bực bội muốn điên con người ta. Bà Năm dạ xong hai chén cơm thì liền đôi đũa xuống bàn, cầm một con khô đứng lên đi ra ngoài bộ dáng chỗ hàng ba, vừa ăn vừa ngóng ra đường. Ông Năm ăn xong thì lẳng lặng thu dọn rồi tắm rửa đi ngủ. Phần của thằng Lì, nó tơn tơn vừa đi vừa hút gió nhìn trời ngó mây. Không biết bữa nay ngày mấy mà trời đất tối thui. Đi qua tới tiệm chị Tiên, thấy ông Tâm chồng chị đang lúi húi đặt mấy cái rạp chuột ngoài vách hè. Thằng Lì cười cười hỏi: "Chuột dữ lắm hai dĩa mà đặt rạp vậy cha?" Anh Tâm nhìn lên, suỵt một tiếng, rồi càng nhàn nói: "Mày không nói, không ai nói mày câm đâu. Mời mà tao không bắt được con nào là tao hớt cái mỏ mày à." Thằng Lì cười ha hả đi vô nhà, mua chịu của chị Tiên hai gói mì với gói thuốc Nha Trang. Nó biết xưa nay người ta quan niệm chuột rất thính tai, chỉ cần khi đặt bẫy mà nhắc tới tên nó hay bàn tính chuyện đặt bát là nó sẽ không tới. Còn như nó phá đồ trong nhà thì càng chửi nó sẽ càng phá tợn. Thằng Lì nó cố ý nói vậy để chọc ghẹo anh Tâm mà. Nó bước ra rồi ngoáy đầu vô nói với chị Tiên: "Kiếm ông đòi nghe bà nội, tôi không có tiền bạc gì đâu." Hai vợ chồng nhìn theo nó mà lắc đầu ngán ngẩm. Chị Tiên cảm thán một câu: "Hai, thiệt á, đẻ tụi ôm này á để đẻ trái mít ra ăn cho thơm rau chứ. Tội nghiệp ông già Năm, có hai đứa con á mà không đứa nào ra hồn ra xác gì." Thằng Lì dư biết cái xóm này không có ai ưa má con nó, nhưng mà nó vẫn cảm thấy bình thường vì bà Năm từng nói với nó: "Ai ghét á kệ mẹ tụi nó, tụi nó có nuôi mình ngày nào đâu, sống sao á thấy thoải mái thì cứ sống." Nhớ tới câu nói của mẹ, thằng Lì vừa đi vừa mỉm cười, thì chợt có cái gì đó chọi bụp vào lưng nó. Không đau, nhưng rõ ràng là có thứ gì đó chọi trúng nó. Thằng Lì quay lại nhìn quanh quất, không có ai. Nó đứng im lắng nghe thì hình như có tiếng khì khì như tiếng con heo thở. Nó quay lưng chưa kịp bước đi thì lại thêm một cục đất nữa chọi cái bụp vô đầu nó. Lần này là một cục đất nhão nhoét. Nó rờ tay lên thấy dính một bờ trên đầu. Thằng Lì tức mình chửi: "Má nó, đứa nào chơi mất dạy vậy, bước ra đây coi." Vẫn không có động tĩnh gì, nó bắt đầu thấy nóng mạt. Máu vô côn nổi lên, nó rọi cái đèn pin về hướng mấy bụi cây. Vừa đi vừa nhìn giáo giác trong bụi, thầm chửi rủa loạn xị mấy đời tổ tông đứa quỷ nào dám chọc tới nó. Nó mà bắt được, nó trấn nước cho thấy bà luôn. Dạch hai ba bụi cây mà không thấy đứa nào, nó tính đi về thì nghe được tiếng sột soạt chỗ kế bên. Thằng Lì nhanh như cát nhào tới rọi đèn vô mà la lên: "À, chết mẹ mày với tao rồi. Ma. Nó sợ thiếu điều lạc vía mà vẫn không quên khum súng lượm đôi dép kẹp lên nách, còn nách bên kia là hai gói mì. Nó chạy còng còng y như con thằng làng cát. Cái thứ trong bụi nhìn theo cười lên một tràng he hé trong cổ họng, rồi bò lồm cồm ra hướng bờ sông mất hút. Nó đen thui, hai con mắt sáng quắc như hai cái chén, miệng đỏ lồm, nước dãi chảy vòng quanh nhẽo nhão. Hồi nãy thằng Lì rọi vô xui sao rọi ngay mặt nó luôn. Nó cười khè khè khoe cái mặt dị hổn đó làm thằng nhỏ chạy trối chết. Thằng Lì sợ lúc đó thôi, chứ chạy về tới nhà là nó hết sợ rồi. Lì mà, nó vô nhà thì thấy bà Năm đang nằm tréo ngoải trên gián mà xuống câu giọng cổ: "Áo cưới anh Mai chưa một lần được mặc, thì tình đã dở dang mộng thấm phai rồi." Thằng Lì lắc đầu, cầm hai gói mì đi xuống bếp, trong lòng thầm nói xấu má nó: "Rồi, chắc đang nhớ mấy ông ghệ cũ đây. May cho áo cưới không chịu mặc mà dớt ông già tía của nó để nghèo khổ cả đời, giờ hối hận đây mà." Nó ăn xong chui vô mùng, tính quất một giấc tới sáng, mai dậy sớm đi bắn chim với tụi chiến hữu. Mới ngủ được nửa giấc là nó đã nghe lạnh run bần bật rồi. Tưởng đâu là bữa nay trời gió lạnh bất thường, ai dè đâu ngày càng run dữ dội, miệng nó rên hừ hừ. Lát sau nó sốt cao mê man nói sảng: "Không, tao không đi,
mày đi mình mày đi. Bà Năm nghe thấy con trai nói mớ vậy á mà la quá lớn, mới chạy qua coi sao, thấy hai con mắt nó nhắm hít mà miệng thì cứ liên tục la. Bà mới dỗ dỗ mặt nó thì phát hiện nó nóng như lửa. Bà la lên biểu ông Năm dậy đi nấu nước lau mình cho nó. Ông Năm đang ngủ bớ sớ, chạy xuống bếp chụp lẹ cái tô, rồi đứng tần ngần một chút, mới sực nhớ là phải lấy cái ấm thì mới nấu nước được. Hì hụi cả chập, thì thằng Lì nó mới bớt nói sản. Bà Năm thấy nó bớt mệt rồi, nên hỏi. Chim bao thấy gì la dữ vậy con? Nó mở cặp mắt lờ đờ ra, vòng qua một lượt, rồi nhỏ giọng. Con thấy thằng Tùng, nó về rủ con đi. Nói con nhiêu đó thôi, nó trùm mền bít đầu, không muốn nói nữa. Hai vợ chồng nhìn nhau, ông Năm lại bỏ ra ngoài mà đốt nhang khấn vái thằng con lớn của mình tha cho em, nhà còn có mình nó thôi. Thằng Lì nằm một hồi thì ngủ lại. Đang ngủ nó lại nghe lạnh tới, nó mệt mỏi chép miệng, nằm co rúm cho bớt lạnh, thì chát một tiếng, một bên mặt của nó đau cháy da vì bị ai đó tán thiệt mạnh. Nó mở mắt dậy ngơ ngác thì phát hiện có một người đang ngồi chồm phía trên mình nó. Không biết là ai vì người đó ngồi án mất ánh đèn. Khi người đó cất giọng thì nó mới biết nó gặp phải thứ gì. Mày dám mét hả mày? Dám kêu tao bằng thằng Tùng hả mày? Anh đàng hoàng nghe chưa? Từ bữa nay tao mà nghe mày kêu tao một tiếng thằng Tùng là tao tán mày một cái. Mày mà hổn với cha với má là tao tán mày một cái. Cứ vậy mà nhân lên nghe mày. Còn Lì thì tao bắt mày đi luôn, khỏi rủ. Mày tối ngày bắn chim bắn cò, chim cọ nó bu xung quanh mày, nó chờ cơ hội kéo mày đi đó thằng ngu. Khôn hồn thì ở nhà phụ cha làm lũng kiếm tiền. Từng câu từng chữ như đóng đinh vô đầu thằng Lì, làm cho đầu óc nó nhức bưng bưng. Tới khi dông thằng Tùng mất đi rồi thì nó mới choàng dậy được, mình mãi lã mồ hôi, hết sốt luôn. Sáng bữa sau, nó xách cái nạn thun đi bắn chim với tụi bạn, không mảy may nhớ tới lời cảnh cáo của thằng anh mình. Ông Năm rầy. Thằng Út Lì ở nhà, cha nấu cháo giải cảm cho ăn. Mới sốt hồi hôm, sáng ra đi nữa rồi. Kệ tôi đi đâu là chuyện của tôi, sao ham nói quá à? Ông Năm giận, không thèm nói nữa. Bữa nay, ông mắc đi giác mơn cho nhà bà lại xóm trên, nên dặn vợ. Bà ở nhà canh cơm cúng của thằng Tùng, lạnh thì đem xuống ngang, để rồi bu kiến đậu quá không có nơi nghe bà. Biết rồi, nói nhiều quá, làm như tôi con nít không bằng á. Bữa nay, bà Năm ở nhà cũng không phải tại trời sập hay đại hồng thủy gì đâu. Chẳng qua là hồi hôm canh thằng Lì mệt quá, nên sáng nay bà nằm nhà ngủ bù, chiều lại mò đi tiếp. Bữa nay chắc ngồi xòe tới khuya mới đã nư quá. Thằng Lì theo đám bạn lội tuốt vô cái đám đất hoang đang chờ chủ mới. Trong đó có một cái ao lạng, rau muống nó mọc đầy hết trơn. Xung quanh là bờ chuối bờ tràm mọc dày đặc. Mấy con cò về đây làm ổ dữ lắm. Tụi này lâu lâu là vô hốt ổ cò, bắn cò. Rồi có khi hứng lên còn tác đìa bắt cá nhậu nữa. Một đám vô công rỗi nghề, chỉ biết phá phách ăn chơi. Không có thằng nào làm nên cái trò trống gì. Thằng Lì lúc này nhắm bắn một con cò bự chảng. Nó bắn trúng phốc, con cò rớt thẳng xuống cái ao. Mấy thằng kia cười ha hả, bắt nó đi lượm về. Mới đầu nó tính bỏ, nhưng tiếc con cò bự, nên thôi đi kiếm vớt về dãy. Nó đi vòng qua một khúc bờ ao, thấy con cò còn chấp chới dưới nước. Nó bị bắn trúng cổ, nhưng chưa chết hẳn. Cái đầu lạc lìa lạc lồi, cứ đập cánh liên tục. Thằng Lì lội tới, thì nó đập cánh ra xa chút. Ban đầu còn ở mé bờ, nó quậy một hồi ra đâu muốn gần giữa ao. Thằng Lì sôi máu nhìn quanh quất, thấy có cái nhánh tràm rụng gần đó. Nó chộp lấy quất một cái về phía con cò. Nó nằm sụi lơ, hết dãy. Thằng nọ cười nhếch mép, lội ra nắm cái mỏ con cò kéo vô, thì chợt chân hụp xuống một cái, đầu cổ ướt lo nhoi. Nó ngồi lên thì cái chân lại chợt xuống, lại hụp, lại uống nước. Thằng Lì cảm giác chân nó dướng cái gì đó ở dưới. Nó cố ngồi lên hít một hơi rồi lặn xuống gỡ. Nó giật mình, chút xíu nữa sặc nước chết vì phát hiện không phải cái gì dướng mà là có cái tay ai nắm cứng ngắc chân nó mà kéo xuống.
Nó vừa mò tay vô thì có một bàn tay khác thộp luôn cổ tay nó mà kéo. Thằng Lì loay hoay, ngột quá rồi mà không tài nào thoát được. Nó muốn khóc dữ lắm. Không thể nào, nó không thể nào chết trẻ như vậy. Nó còn chưa biết nắm tay đứa con gái nữa mà chết lã nhách vậy. Chợt bên lỗ tai nó nghe thấy một giọng nói ù ù, khản đặc. Tao coi mày lì tới chừng nào, mày ngon quá ha. Tao vừa nói đêm hôm, sáng ra thì mày cũng là mày à. Bữa nay tao bắt mày theo luôn. Thằng Lì lắc đầu ngoài ngoại mà đâu nói được gì. Giọng thằng Tùng tiếp tục chất vấn. Mày sợ chưa? Mày chịu nghe lời chưa? Chịu ở nhà mần phủ cha chưa? Thằng Lì gật đầu như bữa củi. Nó nhịn thở tới đau thắt ngực, mắt nổ đom đóm. Tới hồi nó chịu hết nổi, tính suy nghĩ dài dòng trăn trối, thì nó bị ai đó kéo lên khỏi mặt nước. Nó hít một hơi dài chưa từng thấy từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ. Thì ra là tụi bạn nó thấy nó chết hụt đằng này nên chạy tới mà lôi nó lên. Tụi kia kéo được nó lên bờ rồi thì thấy có mấy cọng rau muống quấn một nụ dưới chân nó. Một thằng chửi. Mày lội kiểu gì á, để rau muống quấn cả nụ vậy mày? Làm như con nít không bằng. Bình thường nếu bị nói như vậy thì thằng Lì đã sững cổ lên với tụi kia rồi. Nhưng bữa nay nó không nói gì hết, lẳng lặng gỡ ba cái dây nhợ lằng nhằng dưới chân rồi đứng lên đi về. Tụi bạn kêu cách mấy cũng không ừ hử gì hết. Nó về tới nhà thì trời đã xế rồi. Thấy nhà cửa vắng hoe, nó đi tắm rồi vô buồng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Mới thiêu thiêu ngủ thì ai đó lại giả vô mặt nó một cái tỉnh cả ngủ. Đi nấu cơm cho cha về ăn, ở không á làm cái gì mà ngủ. Thằng nhỏ lồm cồm ngồi dậy, mặt tái mét, mau mau đi xuống bếp nhúng lửa nấu cơm. Nào dở, nó có động tới bếp nút là gì? Nhúng lửa thì biết, nhưng nấu cái nồi cơm á thì nhão nhoẹt mà còn bị khét nữa. Nó chạy lại tiệm chị Tiên, mua mấy cái trứng về luộc lên và mắm ớt. Vậy thôi đó, mà ông Năm nhìn thấy mâm cơm của con trai nấu, thì nước trong hai mắt trực trào. Ông không dám hỏi động lực nào để nó làm vậy, sợ chạm tự ái mất công. Bữa cơm chiều đó là bữa cơm ngon nhất mà ông Năm từng ăn. Thằng Lì ngậm hổng cơm dở ẹt, nuốt không trôi. Vậy mà thấy cha ngồi ăn ngon lành, trong lòng nó chợt gợn lên một nỗi niềm khó tả lắm. Tối đó, hai cha con đi ngủ rồi mà bà Năm vẫn chưa đánh bài về. Không phải là ông Năm không đi rước, mà là hồi nãy ông lại kêu về. Bà chửi nói mới đi chút xíu đã kêu réo. Chút xíu của bà là từ trưa tới tối đó. Nhiều xíu chắc bà bỏ nhà đi luôn. Ham quá rồi, giờ hối hận. Mấy bà kia nghĩ mạnh ai nấy về. Bà cũng quá gian được một khúc, còn chừng trăm thước nữa là về tới nhà rồi. Bà bấm bụng, nghiến răng đi cho xiết, mắt không dám ngó nghiêng nhìn đi đâu ngoài cái đường đi bàn bạc dưới ánh trăng. Rồi bà Năm bị thu hút bởi một nhóm người ngồi bên dãy đường, nói cười rôm rã lắm. Hình như chơi lát bộ cua, chứ không phải quánh bài. Máu cờ bạc, nó chạy rần rần trong mình, mà dễ gì bà bỏ qua cái vụ này. Bữa nay ăn cũng khá đậm, nên bà cũng không muốn kiếm chét gì thêm đâu. Chủ yếu thấy vui, sắp vô thôi. Thấy bà bước tới dồn vô, hai người ngồi gần nhích qua một bên, rồi kêu. Vô đi má, đặt cho vui, đứng nhìn ngó gì nữa. Bà Năm dồn mặt, thì thấy đó là bà bạn bài bạc của mình. Lòng thầm nghĩ, mấy bà nội nãy bữa nay chơi lớn dữ, quánh bài cả ngày chưa đã, giờ còn chơi bầu cua. Mà nhớ là mấy bà đi về hết rồi mà. Một bà nắm tay lôi bà xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ. Ngồi xuống đây bà nội, bữa nay bà bị cái gì vậy? Bà lơ ngơ ngồi xuống đặt thử hai tủ, ăn hết cả hai. Khoái chí, bà vỗ đùi lạch bạch, cười lên ha hả, đặt tiếp. Bữa nay thời bà tới rồi, ăn liên tục. Mấy bà kia thua, hội cái mặt xanh dờn luôn. Bà này nhìn bà kia nháy mắt, hất hất mặt, không biết đang muốn ra ám hiệu gì. Bà Năm ăn thêm được mấy bàn nữa, thì đứng lên đi về. Một bà kéo tay bà rị lại mà nói, giọng âm trầm, rền rền nghe thấy ghê. Bà tính đi đâu? Bà Năm cảm nhận được cái tay đó lạnh ngắt, giật mình nhìn vô mặt kẻ đang nắm tay mình,
bà thấy người đó đầu tóc ướt rượt dính cột, mặt xám ngoét, hai mắt lồi ra. Bà dãy đành đạch la làng: Bớ làng sớm ơi, có ma, cứu tôi, thánh thần ơi. Bà im chưa? Bà phải ngồi đây chơi với tụi tôi. Bà mà đi, tụi tôi ăn thịt bà khỏi chấm muối luôn. Bà tin không? Bà Năm tin chứ sao không? Từ nhỏ tới lớn, bà đã nghe qua không biết bao nhiêu câu chuyện ma. Có nhiều con ma còn xé người ta ra mà ăn. Tụi này chắc hù bà thiệt, chứ không phải giỡn chơi rồi. Bà sợ muốn chết liền tại chỗ cho khuất mắt mà không được. Con ma ép bà ngồi xuống lại chỗ cũ. Bà ngoan ngoãn ngồi theo, mà cái quần ướt mềm từ đời nào rồi. Bà Năm lia mắt quan sát một vòng mấy chiến hữu, hy vọng là mình nhất thời hoa mắt mà thôi. Nhưng không, mấy bà bạn mập mạp hồng hào của bà biến đi đâu mất hết rồi. Giờ này chỉ còn lại mấy con ma mặc đồ liễm, tóc tai xù xù, ngồi lát mấy hộp bầu cua nghe lọc cọc. Lần đầu tiên trong cuộc đời bà chơi cờ bạc mà không dám mở mắt như vậy. Nhắm mắt đặt đại mà bàn nào cũng ăn hết, ăn tới nỗi tiền quăng đầy trong lòng bà hết trơn. Vậy đó mà bà lại không thấy vui vẻ gì, bà chỉ muốn về nhà mà thôi. Nhưng chỉ mới nhích nhẹ bộ mình là bên kia đã nghe thấy tiếng chép miệng thèm thuồng của tụi nó. Bà Năm không biết mình ngồi đó bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian sao mà trôi thăm thẳm. Bà chưa bao giờ mong muốn được về nhà như bây giờ, cho dù cơm canh đạm bạc, cho dù phải suốt ngày nhìn mặt cha nội chồng nghèo không có mồng tơi mà rớt kia, thì vẫn thoải mái hơn lúc này rất nhiều. Bà ngồi một hồi mệt mỏi ngủ gục thì bị mấy bàn tay lạnh ngắt kia rờ mặt rờ cổ, biểu dậy chơi tiếp. Vừa mệt, vừa đói, vừa buồn ngủ, bà Năm lật ngang đó nằm thiêm thiếp. Bây giờ ông trời mà có sập xuống thì bà cũng không có hay ho gì. Sáng ra, hai cha con ông Năm đi kiếm bà Năm táo tác. Bà chưa lần nào đi đánh bài mà ngủ lại qua đêm. Ông Năm chạy đi dài dài kiếm hết, không ai thấy vợ ông xuất hiện kể từ khuya hôm qua. Lùm bụi ao mương, thằng Lì với đám bạn của nó không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Vậy mà bà Năm cứ như bốc hơi, không một tí dấu vết. Mấy người trong xóm nói với ông Năm là coi chừng bà đi đêm bị ma nó giấu. Có người thì nói coi chừng bà sống nghèo riết chịu hết nổi, đi theo ai rồi đó. Ông Năm nghĩ thôi thì còn nước còn tát, chạy lòng vòng hỏi bà con trong xóm nhà ai có chó mực thì dẫn đi kiếm vợ ông giùm. Đâu được ba bốn con gì đó, người ta cột cổ dẫn đi hử dài dài coi có kiếm ra bà Năm hay là không. Ông Năm ổng rầu hết sức rầu, cứ gian dái ông bà cho kiếm ra vợ ổng thì ổng sẽ cúng cặp dịch. Tới lúc trời vừa đứng bóng thì người ta hê lên là kiếm ra bà Năm rồi. Bà ngồi xếp bằng trong cục sậy, trong lòng bà là một đống lá cây mù u, hai con mắt bà nhắm nghiền, hơi thở đều đều, chỉ có điều đói bụng quá nên lủ lu hay sao đó. Người ta đem bà về nhà, cho nằm nghỉ ngơi, đút nước cháo cả buổi, bà mới tỉnh lại. Bà thấy người ta đứng lố nhố thì hoảng hồn chạy vô buồng trốn, ai nấy nhìn nhau, lắc đầu không hiểu, không biết bà đã trải qua những gì mà thành ra như vậy. Mấy ngày sau, lúc bắt đầu tỉnh táo, sinh hoạt được như bình thường rồi, bà cứ lủi thủi trong nhà không dám ra đường. Chiều sớm bẩn, cơm nước xong là bà chạy đi tắm rồi chui tọt vô mùng. Ban đêm ngủ, bà để đèn sáng trưng không dám tắt. Vậy đó mà ông Năm với thằng Lì gặng hỏi cỡ nào, bà cũng không nói là đêm đó bà bị cái gì. Đương nhiên là bà bỏ luôn tật đi đánh bài. Mỗi lần nhớ tới cái cảnh mình ngồi chơi mà xung quanh toàn là mấy con ma mặt mày khủng khiếp đó là bà muốn lên cơn sốt rét. Ông Năm tưởng đâu mình chim bao không, tự nhiên vợ đổi tánh bỏ bài bạc, ở nhà cơm nước nhà cửa tươm tất, con thì cũng ngoan ngoãn theo ông đi mần mướn kiếm tiền. Ông cảm giác như mình trẻ ra mấy tuổi, đi mần không biết mệt là gì. Tuy nhiên ổng đâu biết được cái nguyên nhân sâu xa là gì đâu. Nhưng mà ổng tin nghen, ổng tin vợ con ổng như vậy là đã thiệt sự thay đổi rồi. Từ nay gia đình ông hạnh phúc rồi đó, không có gì thay đổi được đâu.
Bữa nọ, ngồi ăn cơm có hai má con, ông Năm đi mần cổ giường cho người ta từ sớm, biểu thằng Lì bữa nay nghỉ ở nhà đi, rồi mai đi mần đất với ổng. Hai người ngồi nhai trẹo trạo mớ cá lòng ròng kho tiêu với cơm. Vì làm biến ra giường kiếm rau, nên đành ăn xuông như vậy. Thằng Lì nó suy nghĩ lâu lắm, mơ màng quên luôn động đũa. Bà Năm rầy: "Thằng quỷ nhỏ, ăn cho nhanh, đặng tao còn dọn dẹp nghỉ ngơi. Mày ngồi đó mày nhơi hồi á, tao úp nồi cơm lên đầu mày giờ." "Má, con nói này nghe nè." "Gì nữa? Nghe cái giọng này của mày á là tao thấy mệt lần rồi đó." Thằng Lì cười hề hề, ghé miệng vô lỗ tai má mình mà nói xù xì gì đó lâu lắm. Bà Năm thoáng giật mình: "Thiệt không mày? Mà lấy đâu ra tiền? Còn biết chỗ ổng cất?" Hai má con nhìn nhau cười, mặt lộ rõ vẻ đê tiện. Thiệt tình là mang cái bản mặt của hai má con thằng Lì mà có làm người tốt thì thiên hạ cũng không tin nổi đâu. Cả hai loay hoay đào đào xới xới ngoài mé hè, lôi lên một cái hũ trao. Trong đó, ông Năm giấu một cọc tiền tờ 50 với 20, nhiều lắm. Thấy bà Năm còn e dè, thằng Lì khích: "Má, ông già giấu tiền chi nhiều vậy? Hay là ổng có bà nào hay con riêng gì bên ngoài không đó? Lâu lâu ổng xách cho người ta đó trời." Bà Năm nghe câu đó xong, giật lấy cọc tiền trên tay thằng Lì đi vô nhà một nước. Nó cười đắc thắng trong cái hũ trở xuống, lắp đất lại, coi như không có gì xảy ra. Hai má con nó thấy trời cũng xế trưa, nên mượn cái xuồng của nhà kế bên bơi đi cho lẹ. Bơi một hơi qua tuốt bên xã bên, ở đó có ông thầy mù, ổng làm bùa hay lắm. Má con nó bàn nhau phải đi xin bùa về bỏ trong mình. Từ nay đi đêm đi hôm hay làm cái gì cũng không sợ Tùng về nhét nữa. Bà Năm cũng đã kể chuyện bị ma giấu bữa đó cho thằng Lì nghe rồi. Hai má con đồng bệnh tương lân nên hiểu nhau dữ dội. Lần này mà xin bùa được thì có 10 thằng Tùng cũng không làm gì được hai người. Nói qua lại một chập thì hai má con cũng tới nhà ông thầy. Thấy nhà cửa vắng vẻ, cả hai mau mau bước lên để làm cho nhanh, chớ nôn nao quá rồi. Bà Năm dặn thằng Lì: "Hồi nữa tao có nói gì á cũng không được chen vô nói bậy bạ nghe chưa. Mà thôi, ngồi dưới này canh xuồng đi. Xuồng mượn đó ông cố, mất một cái á là tao với mày bỏ nhà đi luôn, chớ tiền đâu á mà đền." Thằng Lì tiêu nghỉu trở xuống, ngồi bẹp dưới bến, đưa mắt thẫn thờ nhìn ra sông. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là như vậy đó. Má con nó mà bắt ở nhà là không bao giờ chịu nổi. Chỉ có ông Năm, ổng tin vợ con ổng thay đổi thôi, chớ ai đâu mà tin. Cái căn nhà lá nhỏ có vẻ hơi sập sệ, nhưng nhìn chung quanh cảnh sạch sẽ, thông thoáng. Bà Năm nhìn vô, thấy có ông già râu dài ngồi chỗ bàn trà. Bà đi rất nhẹ, cố ý không phát ra tiếng động. Vậy mà mới đi được nửa sân, đã thấy ổng cười mà ngoắc tay: "Vô đây con, hai má con đi đâu giờ này đây?" "Hai má con ư?" Bà Năm nghĩ thầm trong bụng, ông già này có thiệt là mù không vậy trời? Sao biết là hai má con mình đi? Tuy nghĩ vậy, nhưng bà vẫn bước vô mà cười cười nói: "Ê, dạ con tới tính nhờ thầy chút chuyện. Mà thầy ơi, sao thầy biết con đi hai má con?" Ông thầy vuốt râu cười, nói giọng từ tốn: "Thằng con bay lên chào hỏi tao nè. Tao biết nó cũng mới chết đây. Nó nói má nó tới đây gặp tao nói gì đó. Nhờ vậy tao mới ngồi sẵn đây, chớ không thì tao còn đang mần công chuyện đằng sau kìa. Thấy tao vậy chớ công chuyện nhà tao mần được hết đó nghe bay." Bà Năm nghe ốc cục nổi rần mình. Bà lý nhí: "Dạ thưa thầy, con qua để xin giùm con em con hái lá bùa đặng bỏ trong mình. Mấy nay hai má con cứ bị ma nhát ma đè hoài, nó còn bị ma giấu nữa đó thầy ơi. Thấy ghê lắm." Ông thầy gật gù: "À, cái đó thì dễ. Tao làm cho hai cọng dây đeo lên cổ, mà nhớ là lúc buộc phải nín thở nghe không? Chờ tao chút." Ông nói xong đi lại cái tủ, kéo ngăn kéo ra lấy hai sợi dây màu đỏ đã cắt sẵn. Ông niệm chú trong miệng rồi thổi vô cọng dây ba hơi. Cọng kia ông cũng làm y chang như vậy. Xong đâu đó ông nói: "Đây nè, cầm dĩa mà đeo cho tụi nó. Nhớ là không được ăn thịt trâu thịt chó, không chui qua sọ phê đồ, không chui qua võng,
nghe không? Ờ quên, thằng con bay á, nó đi theo độ cho nhà bay dữ lắm đó. Nhớ làm nhiều chuyện có ích rồi hồi hướng cho nó. Giờ thì về đi, không có cần tiền bạc gì đâu. Bà Năm cảm ơn ông thầy lia lịa rồi đi về. Giờ xuống tới xuồng là bà chụp dây đeo vô cho thằng Lì liền. Hai má con nhìn nhau cười hi hí. Nó nháy mắt với bà. Ổng lấy nhiêu tiền vậy má? Còn không, chia cho con mớ đi. Lâu dữ rồi không được đi chơi. Bà liếc nó một cái, móc ra cọc tiền đếm đếm, rồi lấy gần nửa cọc đưa nó. Nè, thưởng cái công phát hiện ra chỗ giấu tiền của ổng. Xài hết ráng chịu, không có xin tao nghe mày. Giờ về lẹ đi nè, đặng trả xuồng cho người ta. Tao còn đi quánh bài nữa, bỏ bữa dở ăn cơm không vô luôn à. Chiều đó, ông Năm về nhà, thấy nhà cửa lạnh ngắt. Đi từ ngoài sân, ông nghe tiếng khóc đau ở nhà trước. Bước vô cửa, ông nghe nó ở đâu trong buồng. Và tấm màn ra coi thì lại nghe thấy đâu dưới bếp. Biết là không có người rồi, ông Năm thở dài, hỏi. Tùng hả con? Sao mà khóc? Có gì oan ức tức tối con về báo mộng cho cha biết đi con. Bay cứ vậy hoài, thiệt tình tao rầu quá con ơi. Im lặng, không gian chìm trong một màu nhạt nhoạn của buổi chiều trạng dạng. Bước xuống thấy bếp núc lạnh tanh. Ông thở dài, đi lên đốt cho thằng Tùng cây nhen. Con Chi ở ngoài sân đi vô, cái miệng tía lia. Chú Năm ơi, cha con biểu xách con cá lóc qua cho chú Năm nè. Ông giật mình nhìn lên, thì thấy con Chi đã bước tới ngạch cửa. Ráng cười lấy một cái, ông Năm nói. Dữ ác hùng, bữa nay sao mà có cá lóc ngon quá vậy nè. Dạ, cha con cắm câu đó chú Năm, dính nhiều lắm. Cha biểu bắt con bự bự đem qua cho chú. Ủa, mà thằng Lì với thím Năm đâu rồi chú? Ờ, tao có biết đâu. Về tới nhà, thấy nhà cửa vắng hoe tối thui, chắc lại trở chứng rồi. Ông nói mà giọng buồn hiu. Con Chi đi tới, ghim cái chui đèn lên cho sáng nhà sáng cửa, đốt cho thằng bạn mình cây nhen, rồi cười mà đánh trống lảng. Bữa nay con ăn cơm sớm, giờ này rảnh không có gì làm hết trơn. Chú Năm đi tắm đi, để con rút rơm nướng con cá cho chú Năm ăn cơm. Đi đi chú. Ông Năm cười đi ra nhà sau. Con nhỏ lúc nào cũng vậy, sang sái, lanh lẹ. Phải chi nhà ông có điều kiện, phải chi con cái ông tánh tình đàng hoàng ôn nhu, phải chi thằng Tùng đừng chết, phải chi... Nhiều cái phải chi, nhiều cái tiếc nuối, nó khiến cho dần trán của ông Năm lại thêm nếp gấp. Mà thôi, cuộc đời mà, suôn sẻ quá, thành ra nó không phải cuộc đời rồi. Từ bữa đó, gia đình ông Năm lại trở về với cuộc sống nặng nề quen thuộc. Nặng nề đối với ông thôi. Chơi với má con thằng Lì á thì như là tiên cảnh vậy. Vui vẻ, thoải mái, không còn sợ bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới nữa. Thằng Lì nó đi miệt mài, có khi cả tuần không về nhà. Về tới là xin tiền bà Năm để đi chơi. Nghe nói mấy nay nó chuyển qua cá độ đá banh nữa hay sao đó. Bà Năm bà chửi dữ lắm, bà đâu có cho. Nghĩ sao nhà nghèo được có mấy đồng bạc, không đủ bà quánh bài, lấy đâu ra mà cho nó. Ông Năm thì hình như phát hiện ra chuyện bị mất tiền hay sao rồi. Thấy ông nằm dào dào hết 2-3 ngày, tới hồi tỉnh tuồng thì không thèm nói chuyện với ai nữa hết, cứ lặng lẽ lầm lũi y như người câm vậy. Bà Năm mặc kệ ổng luôn, có khi tới nửa đêm còn chưa về tới nhà. Bà có bồ rồi, bà đâu có sợ ma cỏ gì nữa đâu. Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, bà Năm cũng vậy, nhưng mà bà gặp ma sống. Mấy nay, thằng Lì nó gia nhập binh đoàn cá độ, tạm dịch là một đoàn toàn mấy thằng âm binh chuyên cá độ bóng đá. Cái đám tụi nó đông lắm, cả tháng nay thua muốn sặc máu. Thằng nào cũng hỏa, cũng tìm đường mà kiếm chát. Tụi nó chia nhau ra mỗi hướng 1-2 thằng. Bữa nay, hai thằng quỷ Hùng và Đại rình mò chỗ mấy bà quánh tứ sát. Mấy bà quánh lớn lắm, chứ đâu phải chơi vài ngàn hay vài chục ngàn như người ta đâu. Bởi vậy bà nào thua là thua sặc gạch, còn bà nào ăn là phòng túi chứ không giỡn. Bà Năm bữa nay thắng đậm, bước ra về còn cầm sắp tiền lên hôn mấy cái cười hi hí. Trời hơi tối nên bà có thủ theo cái đèn pin con cọp, mà xui là nó gần hết pin lu câm. Bà phải vừa đi vừa gõ cho nó sáng lên. Mấy cục pin bị cắn móc méo bên trong
kêu lên lộc cà lộc cọc theo từng nhịp gõ của bả. Nó cứ chút tối chút sáng. Vậy mà bả đi được một khúc xa lát rồi, còn quẹo thêm cái cua nữa là về tới nhà an toàn. Bả vừa tới cái cua quẹo, chỗ cái bụi tre mở, tự nhiên từ đâu có hai cái bóng đen thui nhảy ra cái sạc. Bả hú hồn tưởng ma, chút xíu nữa là xỉu ngang rồi. Bởi vậy bả điếng người chưa kịp la hét gì hết trơn, một thằng nhanh tay nhanh chân nhào tới chụp miệng bóp cổ bả. Bả giãy quá trời giãy, thằng đi chung giật cây đèn pin trên tay bả đập cái bốp, cú đập với một lực trung bình của một thằng thanh niên tán thẳng vô cụ chỏ của thằng đồng đội. Tại vì trời tối, thêm bà Năm bả giãy nữa nên không kiểm soát được hướng đạp của chiêu thức, bị thằng Bộ sáng cho một cái. Thằng kia cắn răng chịu đau mà chịu không nổi mới chửi đổng lên: "Bà nội mày ra, mày đuôi hả mày? Tao đập bả, ai đập mày chi đâu?" Cảm thấy nguy hiểm ập tới, bà Năm ra sức giãy dụa la hét. Những tiếng ú ớ bắt đầu phát ra, hai thằng quýnh quán ra sức bóp miệng bóp cổ. Thằng hồi nãy mò mò nhắm được cái đầu của bả, nó dấu cho hai cái, bả sụi lơ cán cuốc. Hai thằng bắt đầu mò lấy được sắp tiền, liền cái đèn pin xuống sông rồi bỏ chạy thục mạng, bỏ bả lại với cái đầu đầy máu, tay chân xui xị, hai mắt nhắm nghiền, coi nộ lành ít dữ nhiều rồi. Ông Năm đang ngủ trong mộng thì nghe tiếng của Tùng kêu lên: "Cha ơi, cha ra cứu má, con không lại gần má được, cha ơi." Ông Năm nghe tiếng con trai thì ngồi bật dậy thiệt lẹ, do ngồi dậy đột ngột nên có chút choáng váng. Ông nhắm mắt lại một chút rồi phóng cái rẹt xuống giường, đốt bó đuốc đi kiếm vợ. Không hiểu sao ông bồn chồn quá, tim đập liên hồi, chỉ còn mong là không có chuyện gì xảy ra, vợ mình vẫn đang ngồi đánh bài chờ mình rước về. Đi được một chút thì đã thấy cái chân ai đó nằm thò ra ngoài đường. Giật thót mình, ông Năm chạy xiết lại thì thấy quả nhiên vợ mình đang nằm đó đầu cổ máu me. Ông liền bó đuốc qua một bên, mau mau chạy tới xốc vợ giác lên vai, chạy một hơi vô nhà của cha má con Chi mà đập cửa: Cứu vợ tôi, anh chị Tám ơi!" Cả nhà nghe thì hết hồn chạy ra mở cửa. Thấy bà Năm như vậy thì ông Tám chạy lẹ vô nhà. Gấp quá, ông không biết nặng là gì, một mình khiêng cái máy đặt xuống xuồng, rồi kêu ông Năm dắt bà Năm xuống mà chở một hơi ra trạm xá. Cũng trong lúc đó, bên tiệm của chị Tiên, cả nhà đã ngủ say hết rồi. Thường thì anh chị ngủ ở đó, sợ nửa đêm khách hay ghé kêu mua xăng mất giấc ngủ, nên đưa hai đứa nhỏ qua bên nhà ngoại, cách đó chừng 30 thước. Bây giờ, ở ngoài hè, thằng Lì với thằng Phú đang ngồi dòm giáo giác ra xung quanh. Tụi nó đang chờ bên trong nhà ngắm khói mê mà tụi nó thổi vô hồi nãy. Cái loại này là loại bách phát bách trúng, tụi nó làm hoài, chưa xảy lần nào hết. Đợi được một chút, thằng Lì quào cái giác nghe rồn rột, rồi lóng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong. Nó làm mấy lần vậy đó mà không thấy phản ứng gì của chủ nhà, nên hai thằng bắt đầu tác chiến. Đầu tiên là nhắm hướng trống trải để xé rách nhà chui vô. Tiệm chị Tiên thì tụi nó quá rành rồi, có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều. Vậy là loáng một cái, tụi nó đã yên vị bên trong nhà. Thằng Phú bước tới mở cái chốt gài, phòng khi hai vợ chồng Tiên tỉnh dậy bất tử thì còn có đường tẩu thoát cho nhanh. Hai đứa mò mẫm chắc cỡ nửa tiếng sau mới phát hiện ra chỗ giấu tiền của chị Tiên, chính là cái thùng nhựa nằm chình ình trên nóc tủ. Bả đâu có giấu, bả để sờ sờ trước mặt tụi nó luôn. Chắc bả thấm nhuận cái câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cho nên bữa nay bả bị mất tiền ngon ơ. Hai thằng hút tiền nhét đầy túi, tiền chẳng tiền lẻ gì có đủ hết. Xong sơ sơ thôi là chạy được rồi. Không chịu đâu, ông nội nhỏ Phú đói bụng quơ nguyên cái bánh in xuống mà cắn ăn. Dòng Thư đói bụng mà gặp bánh in nữa, cắn nốt lia lịa mấy cái, vậy rồi nó bị hóc cổ còn mắc nghẹn nữa. Thằng Lì lính quýnh đi kiếm nước uống cho thằng đồng đội bao đời. Uống xong thở được mấy hơi, hai thằng bắt đầu mở cửa đi về. Vừa bước ra đã thấy có ai đó cầm gậy đứng chình ình trước mặt. Hai thằng tính tốc chạy thì bị ăn ngay mấy gậy của người đó quýu dò quýu cẳng. Thằng Phú la lên, giọng vẫn khàn đặc vì bánh in: Chết mẹ ông Bảy, chạy đi Lì.
Bà nội mẹ nó, đi ăn trộm chưa bị bắt mà thằng quỷ mắt dịch đã khai tên đồng đội rồi. Thằng Lì chỉ ước lúc này đang yên lành, nó sẽ đấm cho tan cục ngu của thằng Phú ra. Ông Bảy ổng có giỏ, ổng quánh trường côn á thì đố cha thằng nào chạy thoát. Tuy nhiên cũng nên thử thách bản thân một chút. Hai thằng đồng loạt bỏ chạy hai hướng. Ông thiệt lẹ gói ống quyển thằng Phú một cái, thằng nhỏ nằm lăn lết khóc lóc. Tiếp theo là ông được thằng Lì mà miệng ông la làng: "Bớ bà con ơi, ăn trộm, ăn trộm." Tuy đang đêm ngon giấc, nhưng chỉ cần nghe vậy thôi là chừng 2 phút sau, bà con đã chạy ra đứng bao giây. Thằng Lì ngoan cố dẫn chạy, nhưng bị ông Bảy thọt cây cây ngán cổ nó lại. Cây cây gậy vô tình chọt trúng sợi dây mà thằng Lì đang đeo, đứt cái phật, rớt đâu mất tiêu. Nó quờ quạng ngóng bên này, ngó bên kia, kiếm đường trốn mà đâu có được. Ông Bảy cho nó hưởng hai cây vô ống quyển, nằm lăn lộn la dán trời dưới đất. Tụi này được mỗi cái máu ham ăn ham chơi thôi, chơi nhát đòn lắm. Hai thằng bị nắm cổ, xách vô chỗ nhà của vợ chồng chị Tiên. Thấy hai vợ chồng vẫn im ru, không đồng tĩnh gì, ông Tám chạy quýnh quán vô, sợ lỡ đâu á, hai thằng quỷ này nó giết hết hai dì rồi. Ai dè đâu, đi vô thấy hai vợ chồng ôm nhau ngủ ngon lành, bị đập giường đập vai kêu réo một chọc, thì cả hai mới quờ quạng mà tỉnh dậy. Lát sau hỏi tụi nó, thì mới biết là hai người bị thổi thuốc mê. Kiểm tra trong mình hai thằng, lôi ra một mớ tiền, ngoài ra không có gì khác. Thằng Phú còn ngoan cố: "Ừ, trả con 50, trong túi con còn 50.000 bác Bảy ơi." Nghe vừa mắc cười vừa thấy ghét, một bà đi lại tán vô đầu nó: "Trả mù nội mày chứ trả, đi ăn cắp mà đem theo tiền hả mày? Ai tin mày cho nổi, thứ gì đâu á, để tao đi kêu má mày Lợi giải quyết vụ này. Còn ai đi kêu vợ chồng ông Năm Chà lại coi, con ổng ăn cắp tiền nhà người ta nè." Hai người chạy đi. Lát sau, cái người đi kêu vợ chồng ông Năm chạy lại trước: "Vợ chồng ổng đi đâu mất tiêu rồi mấy cha ơi. Nhà cửa im re, kêu thấy mẹ luôn á mà không ai lên tiếng. Mà cửa mở toang hoác à." Ngoài nhà của ông Tám Đại thì đâu có ai biết vợ chồng ông Năm hiện tại đang ở đâu. Ổng bả theo xuồng đưa bà Năm đi trạm xá rồi. Còn mỗi con Chi ở nhà, nó nghe la ăn trộm, nó đóng cửa cứng ngắc mà thủ trong nhà đâu dám chui ra. Mọi người lúc này đang xì xào bàn tán với nhau, thì chợt thằng Lì nó cúi gầm mặt khóc lên tấm tức. Ông Bảy nè: "Oan ức gì mà mày khóc?" Nó không nói gì, cứ khóc thôi. Khóc được một chút, nó đưa tay lên giả mặt mình chan chát, từng cú giả dứt khoát, như thể nó đánh ai chứ không phải đánh nó. Vừa tự đánh mình, nó vừa chửi: "Mất dạy, ăn hại, tao đã nói rồi mà không nghe, uống công tao theo độ mày với bả, ăn cắp nè, ăn cắp nè." Mọi người xung quanh ngơ ngác không hiểu cái thằng ôn này nó bị cái gì. Nó đánh đã đời thì ngước mặt lên, người ta giật mình lùi lại hai ba bước, mắt nó trợn trắng, răng nghiến kèn kẹt, mặt bị đánh nãy giờ đỏ ửng in hàng dấu bàn tay. Nó méo máu nhìn ông Bảy mà nói: Con Tùng nè bác Bảy, hồi nãy con là đứa kêu bác dậy đó bác." Ông Bảy nghe mình mẩy một ốc dậy hết trơn, thì ra là ma kêu thiệt, bị gì hồi nãy ông đang ngủ thì nghe ai đó kêu nho nhỏ: "Bác Bảy, có ăn trộm, tiệm của anh Tâm, nhanh lên bác Bảy." Ổng mở mắt dậy, tưởng mình nằm chim bao, chớp chớp mắt mấy cái rồi tới ngủ lại, thì nghe tiếng con mèo gào ngoài hè làm ổng tỉnh cả ngủ. Theo thói quen, mỗi lần ổng khó ngủ sẽ xách đèn xách gậy đi kiểm tra lòng vòng xung quanh nhà của mình với nhà của con ông. Rồi đèn quanh quất, ông thấy vách nhà vợ chồng anh Tâm nó kỳ kỳ. Nhanh nhẹn bước xuống kiểm tra thì quả nhiên là vách nhà bị xé. Ông ghé mắt nhìn qua khe cửa thì thấy có hai thằng đang ung dung ăn bánh uống nước trong đó, nên đứng bên ngoài mà chờ. Lúc này biết vậy rồi, ông cảm thấy thương thằng Tùng quá đỗi. "Sao ngộ vậy? Em nó ăn trộm, đáng ra nó phải bảo vệ chứ. Đằng này nó lại báo mộng cho người ta đi bắt em nó là sao?" Ông Bảy mới hỏi. "Sao con lại đi kiếm bác Bảy để bắt thằng Lì? Sao không để nó chạy?" Tùng đấm ngực bình bịch mà nói. "Con giận nó với bà lắm. Con đã làm hết sức rồi mà má con nó vẫn chứng nào tật nấy, ăn chơi, không biết thương ai hết. Ngày trước con tệ thiệt, nhưng mà từ khi con chết, con nhận ra nhiều thứ lắm. Con hối hận lắm bác Bảy ơi." Nó lại khóc hu hu trong thân xác của thằng em mình,
anh Tâm mỗi lòng bước tới hỏi. Tùng nè, sao mà em chết? Ai làm mày chết, mày nói với mọi người đi em. Nó gục đầu lấy nhí. Là em làm cho em chết thôi, chứ ai đâu anh. Anh nhớ cái bữa anh căng dây điện gài chuột không? Ừ, anh nhớ. Ừ, căng có bữa đó, rồi chị mày biết la tao quá trời, tao không căng nữa. Bà nói lỡ có ai không biết đi đụng á, giật chết người ta. Nó cười buồn hiu. Thì em này chứ ai, em cũng tốt lành gì đâu. Bữa đó em thổi khói mê cho anh chị ngủ, rồi lò mò vô ăn trộm. Chưa kịp xé rách á, là chân em đạp trúng cái cọng dây chì anh câu điện rồi. Em nghe một cái rờn, nó giật em bay cái đồng xuống sông luôn. Phải anh chị không bị mê, chắc có đường hay biết mà cứu sống em rồi. Đúng là số trời không thể nào tránh được. Em chết vậy đó, chết lãng nhách mà đáng đời em ghê. Nếu không đi ăn trộm thì đâu có bị vậy đâu, phải không anh Tâm? Vậy đó mà em hiện về dạy dỗ thằng Lì không được, hù bà má cho bà yên phận cũng không xong. Hai người đó còn đi xin bùa chỗ ông thầy mù dĩa trấn em, không cho em lợi gần nữa. Em thấy mình vô dụng gì đâu á, em giận bản thân em gì đâu á. Nghe mà mắt đứt ruột, anh Tâm đứng chết trân một chút, rồi anh gục xuống ôm đầu. Thì ra là mình mang tội ngộ sát mà không hay không biết gì. Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là muốn câu dây điện xịt mấy con chuột thôi. Ai đâu mà dè, chuyện lại ra tới cái nông nỗi này. Chuyện trước mắt là phải giải quyết hai thằng mắc dịch này. Chị Tiên tới giờ này mới bước ra mà lên tiếng. Dù sao thì nhà cũng không có mất mát gì. Thôi thì tha cho hai đứa nó đi cha, coi như cảnh cáo tụi nó lần này. Ông Bảy gật đầu, dây lại dòng lông lông hai đứa. Thằng Lì thì giờ này đã nằm chèm bẹp, chắc thằng Tùng đã xuất ra rồi. Còn thằng Phú thì ngồi đó, mặt xanh như đít nhái. Má nó mắc cỡ muốn chết, đứng đó cúi đầu, chứ nói được gì đâu. Ông Bảy thở hắt ra. Thôi, cảm ơn bà con, giờ mình về nghỉ ngơi đi, chứ gần sáng luôn rồi. Còn hai thằng này, mình cứ để tụi nó ở nhà đi. Nếu như sau này còn tái phạm, thì hút luôn qua xã. Bà con làng xóm gật đầu, ai về nhà nấy. Thằng Phú bị má nó xách lỗ tai chửi dài dài đường. Thằng Lì thì anh Tâm dắt nó vô nhà, cho nằm nghỉ, chừng nào tỉnh thì về. Nó ngủ tới sáng luôn mới bật dậy, ngơ ngang không biết mình đang ở đâu. Anh Tâm kể sơ qua cho nó nghe đầu đuôi câu chuyện. Nó không nói gì, cái đầu cúi gầm. Tới hồi nó ngóc lên thì hai con mắt đỏ hoe. Nó nói với anh Tâm. Em xin lỗi anh Tâm chị Tiên. Em hứa từ nay em không dám có lần sau đâu. Để em về em nói lời với cha má cái chuyện này. Ừ, mày về đi. Lát tao cũng qua bển nói chuyện với chú Thiếm Năm rồi tao đi đầu thú. Chớ từ hồi đêm hôm tới giờ trong bụng tao nó sao đâu á. Hửng nắng chút xíu thì ông bà Năm từ trạm xá đi về. Bà bị sợ hãi một chút với khâu năm mũi trên trán. Nhìn chung thì không có gì là nghiêm trọng hết. Hai ông bà bước vô nhà đã thấy anh Tâm với thằng Lì ngồi đó mặt như đưa đám. Ông Năm chưa kịp hỏi gì thì thằng Lì đã xung phong nói trước. Nó thú thiệt cái chuyện cả đám chia nhau đi kiếm chác. Nó với thằng Phú xí cái nhà của anh Tâm mà đâu có hay là hai thằng ôm kia nó xí bà Năm đâu. Ông Năm ngồi phịch xuống cái ghế. Ông thất vọng về vợ con mình quá chừng quá đổi. Anh Tâm sau một hồi hít thở lấy dũng khí thì cũng nói ra hết sự thật cái chết của Tùng. Bà Năm mắt long sòng sọc nhào tới túm áo anh mà giằng kéo. Mày, đồ giết người! Mày trả con tao lại cho tao! Quân giết người! Má, thôi đi! Thằng Lì sùng máu nạt bà Năm. Bà giật mình khựng tay lại rồi méo máu trỏ vô mặt anh Tâm. Mày bên ai không bên lại đi bên cái đứa giết chết anh mày là sao? Tại má mà anh Tùng mới chết đó. Tại má mà hai thằng con đều thành cái đồ bỏ hết đó. Bà Năm dồn sững con mình. Tại sao nó lại thốt ra mấy lời như vậy được chứ? Ông Năm cũng ngước lên nhìn chằm chằm vô thằng Lì, trông đợi mấy câu nó sắp nói ra. Thằng Lì lấy cụm tay quạt nước mắt một cái rồi nói. Từ nhỏ tới lớn á, ai dạy tụi con muốn cái gì á là phải dành cho bằng được. Là má chớ ai. Rồi ai dạy tụi con là sống không được dưới cơ người ta, lúc nào cũng phải đạp lên người khác mà sống. Là má chớ ai. Rồi mấy lúc tụi con ăn cắp đồ, người ta lợi mắng vốn,
ai chửi bới người ta để bao che? Là má chứ còn ai vô đây? Má dạy tụi con sống ỷ lại, sống mất dạy, sống đua đòi, sống hưởng thụ trên mồ hôi nước mắt của cha. Bị gì má nói, ổng bị vậy là đáng. Đàn ông mà không lo cho vợ con được một cuộc sống đàng hoàng là đồ bỏ. Con biết tụi con mới là đứa gây lỗi. Nhưng mà đẩy cái nhà tới bước đường này là má đó. Bây giờ xảy ra cớ sự thì má chỉ biết đổ thừa người khác mà thôi. Bà Năm im re, bà cũng giật mình. Hóa ra bao lâu nay, mình đem sự ích kỷ của bản thân nhồi nhét vô đầu con cái, biến tụi nó thành cái thành phần bất hảo của xã hội này hồi nào không biết. Vì bà cũng là dạng người đó, nên đâu thể nhận ra. Ông Năm muốn nói chuyện mà cái cổ họng nghẹn đạt, phải hít thở sâu dài hơi, ông mới nói chuyện được với anh Tâm. Tâm à, thôi đi con, đừng có dằn vặt nữa, lỗi đâu phải tại con. Chú thím không trách gì con, lỗi là tại nhà chú. Chú xin lỗi con Tâm à. Câu chuyện giữa bốn người kéo dài tới tận chiều. Chị Tiên thấy chồng đi lâu thì cũng qua kiếm. Hết thảy ngồi nhận lỗi, an ủi, động viên nhau thiệt lâu. Bà Năm cũng thôi làm loạn, ngồi buồn so mà tự vấn lương tâm mình. Lúc chuẩn bị đi về, hai vợ chồng tới đốt cho Tùng cây nhang. Anh Tâm khấn. Tùng ơi, anh có lỗi với em nhiều quá trời. Thí dụ em có tha thứ cho anh á, thì em hút với anh điếu thuốc ngang Tùng. Còn không á, thì anh đi đầu thú. Chớ để vậy á, anh cắn rứt lương tâm lắm Tùng ơi. Anh Tâm lấy cây nhang ghim vô điếu thuốc rồi cắm vô lư. Trước hết thảy bao nhiêu cặp mắt. Điếu thuốc cháy một cái rẹt, đụng luôn đầu Lộc mà không rớt tàn. Anh Tâm ôm mặt bật khóc. Cả nhà ai nấy cũng rưng rưng. Đời người ta dễ mang nhiều nỗi ân hận lắm. Nhưng có lẽ nỗi ân hận lớn nhất chính là tới khi nhìn lại, muốn trân quý, muốn nắm giữ, muốn sửa chữa sai lầm thì đã quá muộn màng. Gia đình là mối quan hệ thiêng liêng nhất, là tổ ấm, là nơi đợi ta trở về để vượt qua chơi vơi. Hãy biết trân trọng và dung đắp. Muốn sống một cuộc đời an nhiên thì đừng để bản thân ta một ngày nào đó phải thốt lên hai chữ phải chi. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.